Ê, ong rừng nha, này nướng thì đúng là tuyệt vời luôn, thơm phức. Ong rừng có cả người rừng nữa Cái mà. miếng kia không có gì à? Có hay ong đấy. Đây đá hơ vào đấy tí. Đây là con tiết mục chôm Dễ chôm thương, rừng, dễ thương. cấu đầu rút ruột, xiên và lướm. Ăn uống này. Nó phải có cần, nó không cần có cần. Không cần đâu. Chặt lắm rồi, cứng lắm rồi chú ạ. Mình ghét đi, bỏ đi nữa, thịt sâu hơn lắm rồi. Ok rồi. Trước qua qua phát là bắt thanh này trước ăn đưa rồi. Rồi, không biết gì cần. Hôm nay mất điện nguyên ngày nhá, anh em lại rủ nhau vào rừng tìm con chôm chôm dưới rừng nướng thịt. Còn đi qua mấy cái ổ sài thế. Ở đoạn ngoài có mấy cây ổi sai thật. Anh em chờ kết quả nha. Chanh rừng này. Lại xem nữa. Ui, đầy chanh chưa? Chanh đấy đấy. Ăn cái quả đi. Chanh rừng luôn. À, đi bóp để nướng tôm rừng. Mua rồi. Có chanh rồi. Lại xem nọ đâu có mấy đâu. Thế sao nọ bảo bọn bắt được nhiều lắm. Ô, mất điện vào khe mát thật. Này là ở nhà toang lắm, mua điện không chịu được rồi. Này có cua đá đấy. Ôi đi xe lạnh được thì bật lung tung thì leo mệt. Ui, lồng leo núi mệt lắm. Ở đoạn nào đó có nước đẹp đẹp ấy, xong rồi mình đi bắt tôm sau còn đội lao lướng lướng. Ui cái hàng chuột ác nhỉ. Nó được con cua đá nào. Ủa. Đang đi tìm chôm chôm mình gặp tổ ong tay áo này. Tí mình quay lại mình bắt nhé. Trong có nhọng xuống lướng. Mình thấy con cua đá. Ui. Nó núi mà thật đấy nhọng. Chưa thấy tổ tôm rừng nào chứ. Đây nha. Tổ đầu tiên tí ít đây nhưng mà bắt hết. Đây, chôm chôm rừng đây. Ngoại dế rừng. Chất lượng, ít thì nó chất lượng. Rồi, ăn cần béo này. Đấy, tầm tầm màn. Hai người được không? Hai người được, phải có túi. Đây, đây, ai xuống cái này cầm cái đuôi này này. Đây anh em này. Con này giờ đang có trứng nhá. Béo lắm. Ở trong màn đi nữa. Đây nhá. Để em cho vào này. Đấy. Bây giờ xuống nhặt ở màn đi. Đúng rồi. Nhặt, 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 nhặt ở màn này. Có cái lồng bắt cá này cho cái nhỉ. Ông nọ mua cái đồ đánh lươn ấy. Nó cho cao quá anh em ạ. À, mấy anh em lên tít lên kìa. Mình vừa bắt một ổ ở đây nhá.
anh em lên kia mà thắm mình ngồi đây thôi. Đấy, mỗi con lạc loài đây. Ôi thôi nhảy nhanh thế. Anh em đang nướng thịt dưới kia nhé, mình đi dần xuống thôi, bằng mấy anh em đi bắt này. Anh em núi mệt lắm. Đây đây anh em, thu hết cả hàng này. Trong cái hàng chắc nhiều lắm. Để thu đầy trong cái hàng. Chung chung rừng. Ta đấy. Mình tắt thì mình bắt nhé. Mình xuống đây này, làm cái vừa bão xong này cái gì cũng ướt. Cái kia là tí đốt tổ ong. Ong nha anh em. Bị nó chít phát này. Ủa. Buốt phát đấy. Buốt mà ong này buốt đó. Alo. Đây. Thịt trâu này. Ong rừng. Thịt trâu nhá. Ba chỉ. Không, ở đây thì không chỉ cho được có. À đấy bỏ lên đón. Bảo nó lên chỗ trạm gác bộ đội 2 đi qua khoảng độ 50 m. À đi đón á. Ở đường Vạn Phú sang Tân Hoa. Đây có một bạt me rừng nhé. Quả khổ trước xương sau. Đang cởi chân bây giờ phi vào đây. Hỏi gặt mấy quả nha anh em. Thịt đã chín rồi anh em. Bạn nó xét nhau rồi. Ý chạm mà ong tay áo này. À, chít buốt phết đấy. À, tiếng bọn xuống rồi. Để xem bọn đánh ong cũng nào. Dưới rừng dưới giếc tôm bay chôm chôm. Nghe thế tín hiệu. Trở thành hoa hồng đen rồi chứ không gọi là sơn hoa hồng nhưng hoa hồng đen. Trong mai anh xem nào. Ờ, cũng được, xiên và lướng nhau ui. Chôm chôm rừng. Đâu ong đâu, ú ong thật đấy đấy. Tổ to lắm nhưng mà. Đây xem nào. To đấy nhưng mà không có nhậu. Được, cho lướng luôn. Cái này là mấy rồi, đoạn này. Ui, để mang về. Mang cái gì. Kết hợp cả cái đấy nữa. Kết hợp hai loại đấy. Mấy phết anh chờ. Đấy, chỗ này là mấy. Quá mấy. Chú ơi. Đốt kiểu gì rồi? Xử lý cái này. Đốt kiểu gì? Úp màn nó vào bốc thẳng ra chứ. Ấy à? Không bị mũi nào đấy này. Em còn bị ong mũi chít này. Ồ, anh phải có kiểu. Đấy, đấy, đấy. Đừng đi, đừng đi này. Ông mũi đang nằm tổ kìa. Đây có một con này. Chôm rừng á? Ui nhé. Ui. Hết mùa rồi. Hết mùa rồi, nó giải tán rồi. Nhảy đây mà nó không phải ổ. Rang thì điện nó mình. Ngon lắm rồi. Rang ăn xong vẫn hả? Chắc biết đến rồi. Châu, giờ biết đầu. Ông này. Đừng ông đi. Đấy, đấy quay người đó đi. Cái đấy chỉ hơn một tí không dụng hết. Sáu. Chiều đấy vội. Rồi, ngừng nó lên. Anh quay cả người đấy đi. Người à? Toàn người. Gần đây mà, chúng ngay gần đây đi xuống đây 100 m đến rồi. Chào bà con đi anh em. Quay về mặt mình nữa, con đây là tao à? Cái này anh Huy á. Anh Huy à? Phải không ạ? Thì tôi bị gì đấy anh ơi? Ông tay áo này. Ẩm thực núi rừng. TV. Rau rừng kìa. Rau cải rừng kìa. Rồi tí sang bên kia quay tiếp. Ê, ong rừng nha. Này nướng thì đúng là tuyệt vời luôn, thơm phức. Ong rừng có cả người rừng. Cái miếng kia không có gì à? Có. Đây đã hơi vào đấy tí. Đây là con tiết mục. Chôm chôm rừng. Cấu đầu rút ruột. Xiên và lướng. Ăn uống này. Nó phải số chân, nhớ không cần số chân. Không cần đâu. Chặt nó mùi, chúng nó mùi chú ạ. Mình ghét đi, bỏ như nó thịt sâu thế. Nó mùi. Ok rồi. Trước qua phát là vắt thanh này trước ăn đưa.
đây bật ra phát. Đúng ong nướng này. Mà đau đầu lắm. Thường phức. Thế nên làm tí bia tí rượu là nó mới thông đã thông kinh mạch được. Ừ. Ông bắt rượu. Mời tất cả mọi người cắt cơn nhá. À xong bắt rượu uống cho mát. Ừ. Ừ nhỉ. Bây giờ vớt nó chưa muộn không? Muộn mẹ. À, lấy chai nước đá của ông Sáu lên. Ăn cả bịa luôn. Tôi nghĩ hơi xe đâu. Cái chanh ấy. Trâu nướng này thì sợ chí dài lắm. Vào đây nó thật sự rồi. Con này là cái đùi nhiều thịt nhất. Đúng rồi. Thì cái đùi nó ngon. Chôm chôm rừng. Có khả năng tí rượu xong sang khe bên kia tí nhỉ. Ừ. Người biết đâu gặp mà một ổ mấy cân thì thôi. Đúng rồi. Cái này do may thôi. Nhưng mà bây giờ cũng hết mùa. Không hết mùa. Nhưng mà tầm này đang có trứng. Ừ. Đá, à. Đi thành đá ở đâu anh? Nên màn biểu diễn này. Nhưng vẫn còn mát mà. Còn mát, mát thế nào đâu. Trồm trồm rừng vẫn đang nướng. Còn mát đấy. Cái mà nhanh chứ gì. Nắng thế. Ôi lấy hai cốc. Không làm gì đủ. Nó có nghe ghê phết đấy nhỉ. Có 4 chai thôi. Nước chấm thần thánh và Khải nhìn nó khiếp rồi. Đâu rót rượu ra đi. Toàn thấy ớt. Bỏ mấy này ra. Mà ngồi. Đấy, bỏ đấy, Long ngồi đấy thế là. Đang ngồi trước anh đi. Tuấn ngồi đâu bà Tuấn ngồi trước vào. Thì cứ ổn định cho ngồi đi. Quan trọng miếng mùi như còn. Rồi. Kéo này thì nghe tí. Rồi. Đó, kéo được không? Cố định chưa? Rồi, thế thôi, kéo nó. Có 4 cái đấy à? Ăn bẩn không lâu. Rồi, cắt cơn, cắt cơn đi. Cắt cơn liên tục. Ổng thơm không? Thơm đấy. Chứ nó ấy ăn này. Thơm. Đây. Cái này ông già làm. Cắt một cái chai thừa không? Có. Đây, một cái này vẫn thừa anh ơi. Cho thêm bột canh chanh vào thì nó đỡ. Chứa được. Cho nó cay. Ăn được, ăn nó đau bụng đấy. Vất vả đơn giản đâu. Thế để nướng lại. Những cái này đồ này đừng hết than thôi. Hết than rồi để tí nữa nướng nướng sau. Chúng mày đừng ăn như này thật. Đau bụng lắm. Thôi để nướng lại. Sống đâu. Ăn tạm nhọng ngọng. Cái đạm này đừng ăn sống. Ong này thì ăn được. Ong em toàn ăn sống. Bắt chanh. Đau bụng đấy. Đây là củ củ bính này anh em này. Cây này họ chặt ra làm chổi. Quét sân quét xi đầu bàn. Gọi là chổi bính. Chặt cái cây này ăn rất chi là ngon nhé. Giờ mình sẽ chặt cây này ăn. Rượu xong rồi anh em ạ. Xuống núi ra nổi. Đây không phải ổi sâu đâu nhé anh em nhé. Ổi mỡ rừng nhá nhá ngọt kinh à, còn đại ương ổi đào anh em bây giờ đang xuống dần ngoài kia có mấy cây sai lắm đây cây táo rừng giờ đi về một cái địa điểm khác tắm rượu phê hết đi. À. Anh em vào cái địa điểm khác tắm nhé. Mà đông quá. Đông quá. Mát mẻ phết. Mát thật anh em ạ. Và đi uống rượu về bây giờ vào cái thùng này tắm thì đông thật nhưng mà mát. Đúng lắm. Họ về bớt rồi đấy. Cực mát luôn. Anh em rượu lo say. Ở đây ngâm nước.
nhà thì mất điện cả ngày cả đêm luôn. Ui sướng nhỉ, đồng quá không này, khe lạo đông. Chảy đéo đâu rồi. Thật ra cái dây nó đứt rồi, đập đầu vào đá ấy.